intro dài quá. Chào mừng các bạn đến với những phút giây nhận lỗi và sám hối của Lu. Ở vào thời điểm vòng thăng hạng VSET vừa rồi thì Lu là một trong những người đã không có niềm tin vào Sài Gòn Buffalo khi mà họ quyết định thay máu đội hình và đưa vào những nhân tố trẻ từ Young Buffalo Dome lên Sài Gòn Buffalo để đánh vòng thăng hạng. Thì Lu với tư cách là người làm chuyên môn đã có một nhận xét rất phiến diện và chủ quan rằng là đội hình trẻ Buffalo sẽ không đủ kinh nghiệm và sẽ bị tạch ở vòng thăng hạng. Nhưng mà Lu đã sai. Rất ít khi Lu sai, mà khi Lu sai là Lu sẽ nhận lỗi. Xin lỗi Buffalo. Team Buffalo đã tập luyện từ đầu tháng 9 tới bây giờ không có thời gian nghỉ nào hết và chuẩn bị liền cho vòng thăng hạng, tại vì mình cũng biết là dù mình tự tin cho các em nhưng các em cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Các tuyển thủ trẻ thi đấu với một cái môi trường áp lực cực kỳ lớn và đối với họ, họ không có một cái cơ hội để thay đổi và sửa sai. Một là ăn cả, hai là ngã về không. Lần đầu tiên em được đánh trên sân khấu lớn nên cảm thấy rất áp lực. Nó 18 tuổi mà nó có tóc bạc luôn hả? Thôi, các bạn thấy áp lực của thi đấu chuyên nghiệp chưa? Đây là lần đầu tiên đánh vòng thăng hạng để chuẩn bị lên chuyên nghiệp thôi mà đầu nó có tóc bạc rồi đó. Cảm thấy rất áp lực. Phần đến lúc mình thi đấu thì mình cảm thấy... Để các bạn cho mình ý kiến cái thằng này bây giờ có phải là gương mặt, gương mặt gọi là ngon lành nhất của game thủ VSET mùa giải này chưa? Mình nghĩ là nếu như mà để mà đưa vào top thì thằng này cũng phải là top 2, top 3 là ăn hình rồi đó. Thì theo trung bình kênh chat này bây giờ đang khoảng chừng 3.700 người thì thằng này đang là top 3 đẹp trai VSET. Được, con số này mình thấy là hợp lý. Tại vì trong danh sách sẽ còn có Ronobi nè, Ballet nè, Hasmet nè. Nói chung là sẽ tùy gu mỗi người. Nhưng mà top 3 mình nghĩ trung bình top 3 là khá là ok á. Tiếp nha. Kiểu áp lực từ khán giả rồi. Ôi, giọng này giống Lộc ghê luôn á. Các bạn nghe giống không? Giọng này cái giọng đó. Mình đây là lần đầu tiên mình nghe giọng của thằng Taki. Giọng thằng này có khá là giống thằng Lộc, đúng không? Giọng thằng Ron là giọng Đà Nẵng, tức là cái giọng nó hơi bị vỡ, nó hơi bị vỡ vỡ ở cuối, nhưng mà mình nghe nó giọng thằng giống thằng Lộc hơn là Ronobi. Ronobi giọng này người Đà Nẵng ha, là kia Đà Nẵng ha, nhưng mà mình nghe là giống thằng Lộc á. Để mình chưa nghe cái giọng nghe ra cái giọng Đà Nẵng của nó. Lạnh à, mình lo lắng đưa các em không giống thằng Lộc á, mình không nghe giọng Đà Nẵng nhiều lắm đâu. Mày kiểu áp lực từ khán giả rồi mình khán giả, là cái nghe chữ khán giả rồi bắt đầu nó có một chút xíu Đà Nẵng, nhưng mà mình vẫn nghe nó nhiều hàng Lộc hơn là giống hàng Ronobi. Phải chắc phải nghe nhiều hơn. Giống ở đây là giống cái bị vỡ tiếng ở cuối. Ừ, giọng hàng Lộc dẻo hơn nhưng mà có nét giống. Ok, nó là giọng của thằng Lộc với thằng Ronobi. Lạnh mình lo lắng đưa các em đi, bản thân mình cũng rất là áp lực, rất là run. Và cái nhiệt độ ở GG ngày hôm đó là mình còn nhớ là Black Friday mà, thì nó rất là lạnh mà các em bị sốc nhiệt. Khó khăn nhất là cơ thể của em đã không chịu được nhiệt độ đó và em cảm thấy rất là run, kiểu bị cống tay. Ê, tính ra là cái đội hình này của Buffalo là ngoại hình hơi ngon luôn á. Đội hình này của Buffalo là đội hình ngoại hình hơi ngon. Khó khăn nhất là cơ thể của em đã không chịu được nhiệt độ đó. Giúp cho anh ta có được khả năng hồi phục. Anh ta quạt chủ yếu biết và hồi lại gần 500 máu trong pha xử lý vừa rồi. Mà xong nó gờ lâu rồi mày nói tao đánh từ từ thôi để hết nữa là sao? Nè, bây giờ không phải lúc để tranh cãi. Phần này đúng là sai. Tranh cãi nổ ra trong trận đấu quan trọng là chuyện bắt buộc. Thật sự. Tại vì sao? Tại vì tâm lý của mọi người lúc đó cực kỳ căng thẳng và độ tập trung rất là cao. Cho nên chỉ cần một cái lỗi sai nhỏ, một cái bất đồng quan điểm nhỏ, nó cũng thành một cái đám lửa lớn. Cái này không phải xảy ra. Mình đã có gợi dẫn đầu tốt hơn nó, mình có kế hoạch hơn của nó. Ok chưa?
cái sự thay đổi chỉ là con cháu thôi, không vấn đề gì hết nha, tin tưởng. Rồi bây giờ nè, đừng có quên, cái chuyện càng quan trọng thì mình phải càng tập trung, mình phải càng biết mình đang ở đâu, mình cứ hừng lên thì làm sao mình kiểm soát được chiến đấu. Thì ai đúng ai sai chưa quan trọng, không quan trọng. Quan trọng là mọi người đều cùng làm một thứ, cùng tin tưởng một thứ và khiến trận đấu được tiếp tục. Trụ tâm này chẳng là cái gì cả, và Hasmet đứng tanh trụ đến sáng mai cũng được, nhưng anh ta đã phải lùi ra. Chiến thắng đã có, dành cho SGB ở ván thi đấu thứ 3, và nó vẫn còn đó là khả năng búp cực kỳ nhiều. Và Nam Lốp lao ra ngay lập tức vậy, bấm cho mình đó là cái đồng hồ, lao vào đến tên ghi ra nhưng ta bị bốc ra khỏi giao tranh bởi con Seth. Có đi đâu đâu mà trở lại. Khi trở lại đấu trường trong mùa này thì cảm giác của em khá là vừa vui và vừa lo lắng, vì tụi nó là đây là mùa giải đầu tiên của tụi nó. Cháu VCS thì giống như em tưởng tượng. Ok. Bây giờ mới nghe giọng Đà Nẵng nè. Lên sân khấu thì mình cũng có áp lực rồi lo lắng gì đó, và cũng có hào hứng nữa. Nên em đã tưởng tượng ở nhà trước khi lên đánh VCS kìa. Thì mùa này... Ủa, hồi nãy không có nghe ra giọng Đà Nẵng luôn bạn. Cuộc chiến rất là khó khăn. Tại đa số mọi người đều nhận định là SGB là một team khá là non nớt và còn trẻ. Đối với họ đây có thể là một cái thử thách rất lớn trong cuộc đời của mình. Lần trước, team em đã đến thua team Secret 03. Cho nên lần này em rất muốn gặp lại họ để chứng minh cho bọn họ thấy là team em đã tốt lên như thế nào. Khi đối đầu với team Secret ở ngay trận đấu đầu tiên thì em nghĩ đây là đối thủ cũng khá là dè chừng đối với team em. Thì em cũng không có lo sợ hay e ngại về team của đối thủ, và em tin vào bản thân mình và những người đồng đội của mình. Trong tuần thi đấu đầu tiên của SGB thì phải đối đầu với hai đội tuyển ứng cử viên của chức vô địch. Thì đối với SGB đây là một cái sự thử thách rất là lớn đối với các tuyển thủ trẻ vừa mới thăng hạng lên. Không chỉ kích về máu mà còn kích về chinh phục nữa. Nhạc mà gì để cơn mưa cả. Từ đến mình bao game, các bạn thông cảm, coi nếu mà mình coi, các bạn coi mình react thì mình nghĩ các bạn nó làm sao ta nên tập làm quen với chuyện này. Tại mình sẽ phải bao lại, tầm nhiều khi mình nói dài lắm, mình phải bao lại để mình nói. Ý là thế, tính ra là không cần bao lên, nhưng mà ý là nhạc hay. Sorry, để ít bao mấy cái nhẩm quần như vậy lại. Chọn cái cơn mưa Katia vào đầu thì làm sao bạn đủ sát thương để ngay lập tức hạ gục Rarity. Trận đầu khi đánh với team Secret, em cũng thấy khá là bỡ ngỡ. Từ từ. Secret, em thấy bé trọng tài tóc hồng này không? Thấy bé trọng tài tóc hồng này không? Câu chuyện vui đây, câu chuyện không liên quan đến Buffalo lắm. Ngày đầu tiên mình quay trở lại G Stadium để làm mùa này, cái mình gặp đội trọng tài đang đứng nói chuyện, cái mình tới mình nói chuyện, sau cái tự nhiên mình dòm một hồi, cái mình nói ủa tụi bay cũng có nhiều người mới quá ha, cái mình chỉ vô con bé trọng tài này, cái trời ơi, nó là một con bé làm từ mùa trước rồi, xong rồi nó nhuộm cái tóc hồng này nè, xong rồi mình nhìn mình nhận không ra, mà thiệt đẹp hơn thiệt, nhuộm cái tóc hồng này rất là hợp, bé trọng tài này nhuộm cái tóc hồng này rất là hợp, thay đổi hoàn toàn luôn, cái mình vô mình nhận không ra luôn, xong mình phải bào chữa cho bản thân mình, chữa thẹn bằng cách là như vậy là em thành công đúng không, em biến đổi hoàn toàn đến mức mà anh nhận không ra em, mà đây là biến đổi rất là tích cực, em thấy em mùa này xinh hơn rất là nhiều, hơi chữa quê chút xíu nhưng mà xinh, bạn trọng tài này xinh. Cũng thấy khá là bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên mình gặp phải cặp bốt mạnh như vậy, em thấy khá sợ. Sau khi để thua vòng một thì trận hai em đã bỏ qua được cái cảm xúc sợ của mình và đánh một cách tự tin với Slider và cô Bách Lạc. Em thấy lối chơi của DNK chú trọng vào việc farm và kỹ năng. Anh ta đánh không có set up mục tiêu, cho nên nó chơi đó gặp đối với tụi em là sẽ rất khó khăn. Ghê á. Em hy vọng team em có thể giữ được cái lối chơi này và kiểm soát cái bản đồ tốt hơn. Phần thì team em chia sẻ rất là tự tin đến từ Binzai. Ở ván đấu đầu tiên, team em hay bị khựng ở những cái ván đấu đầu, em đã không hoàn thành tốt giai đoạn đi đường của mình.
và kết hợp những chiêu thức với nhau. Các bạn biết nó ghê ở chỗ nào không? Là nó là một thằng tân binh, nhưng mà nó nhận xét một thằng già tuổi đời và tuổi nghề hơn mình là thằng này đánh trẻ trâu lắm. Thầy đánh không có tư duy này, đánh kỹ năng, đánh bản năng không à. Em là đánh kiểm soát, đánh setup mục tiêu, anh đánh khai thác nó được. Là thấy ghê không? Đó là một thằng tân binh nhận xét về một thằng từng là áo quân VCS á. Nhau không ổn. Và sau khi để thua trận 1 thì tự tin về là tốt. Thật sự tự tin về là tốt. Em đã không có nản. Tập trung bỏ qua game 1, tập trung đánh game 2 và game 3. Không có nhắc lại những vấn đề cũ. Còn đối với Severus thì ở trận đấu đầu tiên thì mình muốn mất một cái đội hình như vậy. Bản thân mình muốn tuyển thủ SGB, những cái tuyển thủ trẻ phải tìm được những cơ hội nhỏ nhặt nhất ở giai đoạn đầu trận với những cái sự kết hợp như vậy để đối đầu với những người đã có kinh nghiệm rất là dày dặn trong quá trình thi đấu và họ rất khó bị khai thác ở giai đoạn đầu trận. Trong vòng chờ sau khi thua CyberGhost ở game gián đầu tiên thì vào trong vòng chờ người em đã nói là cái này là mình đã nói bữa trên sóng bình luận rồi. Thằng Ren nha, mình bây giờ mùa này nha, chưa nhận xét nhiều mặt chuyên môn nha, nhưng mà phải nói là cái thần thái của nó khi mà lên hình nữa kiểu gì nó ghê lắm kìa. Thật sự kiểu nhìn nó rất là phù hợp với cái vai trò mà nó đang nắm giữ ở Buffalo, tức là một người điều binh khiển tướng, một người đang dẫn dắt bầy trâu đến những cái đỉnh cao sắp tới. Kiểu như khi mà nó cắm chọn xong rồi hả, khi mà nó chỉ vậy nè. Anh Gen đã bích cái đội hình này và làm kiểu những cái bài test nhỏ để cho tụi em vượt qua những giai đoạn khó khăn này. Sau khi em nghe được câu này thì trong lòng của em, trong bản thân của em thì cũng nghe câu này xong khá là bực. Và nhưng khi một hồi suy nghĩ lại thì em cảm thấy anh Gen nói đúng. Và anh em muốn tụi em sẽ trải qua nhiều thứ khó khăn hơn chứ không phải là những thứ dễ dàng CN đúng không? Trong giải đấu này kêu khởi đầu mạnh cảm như vậy rồi, nhưng mà vấn đề là mình có bắt 1, 2, 3, 4, 5. Là vấn đề mình không phải là ban con người, mình ban cái đội hình mình cần ban. Còn em muốn hỏi về mấy cái tiêu này nọ thì hỏi anh đây, bách khoa toàn thư lộ lờ. Đừng có kiểu như là bao nhiêu chắc. No. Bao nhiêu anh con reo? Bạn bò. Bò chứ đúng không anh? Nãy con bò chứ. Bò với reo. Ba lô hai con. Nó sẽ bán Uri nữa. Xong rồi nó sẽ bích Liều nè. Bò của nó trước. Nó bích con Leo nè. Xong nó câu. Xong. Dán này thằng ếch chuẩn bị. Đây là cái clip mà các bạn kêu là ao banh bích Achi đúng không? Hôm bữa mình có chia sẻ một cái đoạn ngắn về cái này, tức là ok mình nói ra mình không phải đang là hạ thấp giá trị của thằng Ren nha. Các bạn hoan nghênh hiểu kiểu này, thằng Ren đang làm những cái thứ mà rất là thành công với lại Buffalo, nhưng mà khi mà các bạn nói về Alvin Bitt á, các bạn phải xem từ cả hai phía. Tại vì sẽ có những cái lúc mà hai bên đều hài lòng với cái đội hình của mình và nghĩ rằng mình đã Alvin Bitt thằng kia. Thật sự, tức là mình đang không biết là cái phần mà kế hoạch của Severus ở trong cái tình huống này như thế nào. Kiểu như bây giờ mình ví dụ nha, mình tưởng tượng nha là bên kia Achi. Ok, bây giờ nó sẽ ban hai con, là con nó sẽ ban trong ba con là con Alistar, con Reo và con Leona. Còn con nào mình lấy con đó. Hiểu không? Kiểu như là mình cho các bạn cái góc nhìn khác này ha. Tức là khi mà nói như vậy, tức là bên phía của Severus cũng đã lường trước được tình huống này và họ cũng đã hài lòng với những gì mà họ có. Đó. Thì ý mình là chỉ là cung cấp thêm cho bạn một góc nhìn thôi, nhưng mà rất là trong tình huống này mình vẫn đồng ý đội hình Buffalo ở trong cái ván này bên Bích rất là ok. Nó giải quyết được cái vấn đề độ cơ động của con Udia và con Kalista. Rồi nó biết là con Samira cần kết hợp với những con hỗ trợ như thế nào, kiểu như vậy. Thì là mình không nói rằng hạ thấp giá trị của thằng Ren, nhưng mà nó là hai góc nhìn từ hai phía như vậy. Nhưng mà Buffalo ván này ban bích rất ok. Ok nhất là cái chuyện bích con Kalista. Rất hay. Thật sự rất hay. Đó. Cái con đó đó. Reo đúng rồi. Reo. Ban reo. Nó sẽ bích support trước. Nó bích top sau. Lỡ bích top trước sao anh? Ví dụ như on các thứ các thứ. Bích top trước thì cảm ơn cầm Samita. Kalista cho anh. Kalista đúng không? Kali. Sợ chưa?
Cung Akali chạy nè. Căng thế nhờ, bắt đầu chạy nha anh em. Nó với con Mafia, con Akali sẽ đè con Mafia. Giai đoạn giữa game con Mafia nó sẽ yếu. Tập trung dùng cái lá để né cái R của con. R của con Mafia, được chưa? Rồi, game này mình đánh. Nếu vô sâu được thằng Hatmet bọc đằng sau gai lôi rồi thẳng vô luôn. Xong rồi, thằng Nghĩa tự dùng cái R để mà R vô sau bắn tuyến sau của nó luôn. Canh dùng cái lát né cái lát của né cái R của con Mafia, tập trung cái R của Mafia được chưa? Chơi boss nha, chơi boss nha. Tớ xuống được. Không, công nhận hay. Tức là bích cái đội hình xong mà đưa ra cái kế hoạch khi mà cấm bà chọn lát sau là bên phía của Follow đánh đúng như vậy luôn, làm đúng không có bị làm lỗi cái đó. Là thằng Hatmet là thằng vô quẩy xong rồi tạo tiền đề cho con Galio vô rồi thằng RT nó tự chơi. Nói chung là ok. Công nhận Ren với Buffalo đang rất là ok. Sấm không? Nhưng mà vấn đề của thôi thằng này để sau nói. Bèo nhà sấm không bèo. Tớp nó có TV không bị? Tớp nó không. Tớp không có đâu. Ok. Canh chết quay đại boss nữa đợi tao rìu cho. Tao rìu xuống nữa. Coi ép lên một xíu không được không cần vội. Leo nè đi cụ nè. Ê chú ý hệ cụ, chú ý hệ cụ rồi tao. Tao rìu xuống là thằng Binzay đúng không? Để mình nghe lại. Ok. Canh chết quay đại boss nữa đợi. Thằng Năng Côn là thằng Binzay đúng không? Canh chết quay đại boss đúng không? Ghê. Nói chung là một thằng rừng tân binh mà đang là thằng điều khiển những cái setup quay với lại băng trụ đường dưới của bên phía Buffalo. Được. Ê, tính ra đừng khen nó nhiều quá ha. Để lát mình chê sau nha. Bây giờ đang khen đi là tới khúc cuối mình chê sau. Tao rìu cho. Mình sợ lắm, mình làm thằng Raizo một lần rồi mình sợ lắm. Tao rìu xuống nữa. Coi ép lên một xíu không được không cần vội. Leo nè đây cụ nè. Ê chú ý hệt cụ, rồi tao rơ mày ra được. Qua đây bên. Tao rơ mày ra bên. Rồi lui. Ở đây lát. Ok. Ra này. Qua này. Từ thôi. 10 giây nữa tao tới. Ê mặt phải, tao lưu lên tụi rơ nha. Tao qua con rơ kìa. Mặt phải nha, tụi rơ. Ok. Ê tao đây chọc vui nha, tao con rơ. Đỡ này vô. Vào. Mặt phải con rơ. Đánh đi. Này mình hại chết Hatmet rồi đúng không? Pha này mình hại chết Hatmet nè. Mình kêu Hatmet vẫn sống. Xong mà chết luôn. Ê vào xe nó bị rồi. Bị lùi bên. Giờ cốc trên á, từ rồng. Ê rồng đi, rồng. Rồi game rồi, nó làm thẳng hát mình không tốt, không làm tốt gì đâu. Đây là không tốt. Loại bóp bay giờ. Thực ra là mình đánh game rồi mình xử lý kỹ năng rất là dở. Tuy nhiên game rồi có một cái rất là hay. Đội bay đánh tụi có thể ý không? Thằng Bi nó luôn là người che cho tất cả tụi bay. Đã thể hiện nó trưởng thành rồi. Không phải ai đánh những con đó cũng biết cái nhiệm vụ của mình là sẽ che cho đồng đội, chủ động che luôn chứ không phải là đợi đồng đội kêu. Các bạn coi xong cái xin lỗi nha, này bo hơi vô duyên nhưng mà các bạn coi xong cái này các bạn nhớ ra coi lại cái phần tổng kết bình luận của mình ở tuần 1 post trên kênh mình nha. Các bạn phải trải nghiệm lại cái cảm giác của trận Cerberus với Buffalo này. Nó hay như thế nào. Vì quý clip đang hơi hẻo xíu giúp mình cái. Cảm ơn mọi người. Tiếp tục nha. Thread anh share cho anh. Bây giờ nó ăn cái rồi nó tông thì good. Anh muốn game này thằng Bi đánh ta đánh con on. Anh muốn thằng Bi đánh on, bích con on cho anh. Đội hình của nó còn Talia, Nidalee, Lila. Ban cho anh con Talia với lại con Nidalee. Và mình còn con gì nữa? Con cây. Được chưa? Mình coi đội hình của nó đẹp một. Cấm chọn hay lắm. Thực ra mình nghĩ là ở thời điểm này thì nói mấy cái này nó cũng mình không phải là mình kiểu như nói xong cái cảm giác là mình đang hạ thấp thằng Ren mà không phải đâu. Ý mình đây là mình khen là những cái cơ bản mà nó nhớ và nó làm một cách hoàn hảo á. Tại ví dụ con Red Tommy đằng trên á thì nó rất thích được cặp với những con rừng kiểu như Nidalee với lại Talia phải lên rất là xua găng và đặc biệt là cái kèo con On này nè, con On này là con đi đường yếu khoảng thời gian ban đầu với con Red Tommy mà gặp cái kèo Nidalee với Talia lên nó Red Tommy, Nidalee, Red Tommy, Talia lên găng con On là con On chết hoài à. Cái này thì không phải là ít người biết. Nhưng mà vấn đề đây là những cái căn bản biết nhưng mà bị không bị quên, không bị phạm sai lầm ở trong khi mà thực hiện á thì nó là những cái không phải ai cũng làm được. Thì ở thời điểm hiện tại là bên Buffalo với Ren đang làm được điều đó. Mình đánh con cây luôn và mình đánh cho con cây. Cây.
được chưa? Rồi lót này ban cho anh con Nidalee luôn. Mít nó mít AB thì ở lót này mình đánh đội hình cover con gì mình sẽ bích chủ động ở đây luôn. Ori bích Ori cho anh, chủ động bích Ori trước. Mít nó có khả năng nó sẽ bích mít nó là một con AB có phép nữa dạng sinh ra, tùy thuộc vào tâm lý của con tuyển thủ bên đó bây giờ nó muốn chọn con gì. Đội hình này mình đánh, mình bít con cây, mình farm từ trên xuống dưới, mình đánh chậm đến khi con cây tiến hóa đỏ 100% mình chiến thắng em này. Nó đứng lão kìa anh em. Ơi lùi đi, lùi đi, bò này. Ê, tao giật. Lùi. Đây là lúc mình để chiến thắng, và đây là lúc mình cần là chính mình. Mình cần là cái tập thể luyện tập mỗi ngày. Để mình cho mình chia sẻ một xíu. Chia sẻ gì biết không? Chia sẻ về những cái gọi là bad talk. À, tiếng Việt gọi là kiểu mấy cái bài mà hết tướng sĩ ở trong phòng thay đồ. Đúng không ta? Tiếng Anh là bad talk đúng không? Hay là cái gì không nhớ. Nói chung là những cái mà huấn luyện viên và những người lãnh đạo thường hay nói ở trong phòng thay đồ của các đội tuyển thể thao giữa các hiệp hay là sau các trận đấu hay trong các trận đấu á. Thì nhưng mà các bạn ok, khi mà các bạn ở bên ngoài á, các bạn sẽ cảm thấy thỉnh thoảng sẽ có các bạn cảm thấy cái này nó nghe nó sến quá, nó văng vở quá, nó kiểu như nó thiếu thực tế quá. Nhưng không nha, không nha. Tại vì thực ra mình cũng đã nghe một số cái gọi là cũng thuộc dạng là mic check, tức là gắn mic vô cho các vận động viên cũng như là các huấn luyện viên của các bộ môn thể thao khác. Thì những cái mà như thằng Ren đang nói ở trong phòng thay đồ, hay là hồi nãy thằng Sẹt nó nói, các huấn luyện viên nói, thì nó rất là cần thiết. Thực sự nó sẽ đem lại một cái cú hích về tinh thần rất là lớn. Nói chung là bạn nào mà theo dõi những cái này các bạn sẽ biết, nhiều khi ở trong phòng thay đồ sau hoặc là giữa các trận đấu căng thẳng á, không có nói nhiều về chuyên môn lắm đâu. Tại vì nhiều khi nó không cần thiết. Cái nào cần thì nói, nhưng mà những cái kiểu như là chúng ta đang làm rất tốt, bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung vào những cái căn bản này, và sau đó là làm hết sức mình thì chúng ta sẽ có được chiến thắng. Kiểu kiểu như vậy á, là nó rất là có hiệu quả. Thực sự nó rất là có hiệu quả về mặt là ủy lạo tinh thần của vận động viên, của tập thể khi mà thi đấu thể thao, bất kỳ môn gì cũng vậy. Cho nên là các bạn nghe thì bạn kiểu bên ngoài nghe cảm giác là nó sến, nó màu mè rồi nọ, nhưng không, nó có hiệu quả thực sự á. Tại mình nghe rất là nhiều. Nhiều khi mình coi những cái trận đấu, ngay cả khi như là chung kết NBA hay một trận playoff căng thẳng nào đó, huấn luyện viên vốn có nói gì về chuyên môn á. Ok, thằng này đang làm rất tốt, chúng ta đang làm rất tốt, chỉ cần chúng ta giữ defense, giữ cái hệ thống phòng ngự chắc chắn như vậy là chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Đó, kiểu kiểu vậy, nó đơn giản lắm. Các bạn đang làm rất tốt cái kiểu kiểu vậy. Thì nó không phải là màu mè đâu, hiệu quả lắm. Hầu như trước khi đến VGX thì em có đọc được một số comment là team này cặp bot không có hốt hay gì đó, cặp bot tệ. Thì khi lên đánh VGX bọn em đã giành chiến thắng và hầu như là giữ ngang với hai cặp bot của hai team mạnh Pacific và Cerberus. Em cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em, nhưng trong thời gian này em không quan tâm đến chuyện đó, em chỉ muốn dành thời gian cho mình thôi. Vin dễ thương ghê. Em cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em, nhưng hiện tại em đéo quan tâm đến mọi người. Giỡn giỡn. Em cảm thấy khá là vui với một đội mạnh như bọn họ, thì bọn anh đã làm rất tốt, tin tưởng lẫn nhau để có chiến thắng này. Em cảm thấy sức mạnh của Buffalo ở mùa giải này là sự tin tưởng của những đồng đội với nhau. Em tin tưởng sức mạnh tình bạn và đồng đội em cũng tin vào em. Việc khó khăn nhất đối với mình khi đào tạo và dẫn dắt một đội tuyển trẻ đó là lấy được sự tín nhiệm và niềm tin của họ. Bởi khi họ tin tưởng tuyệt đối vào mình thì mình mới có thể dẫn dắt họ trên con đường mà mình mong muốn.
và đồng thời họ sẽ làm theo những điều mình yêu cầu khi mà Ban Bích triển khai một cái đội hình nhất định. Với những cái mình đề ra thì bản thân mình cũng biết được cái sai của mình nằm ở đâu và từ đó mình khắc phục và mình làm mọi thứ nó sẽ hoàn hảo và nó sẽ tốt hơn. Trong mùa giải lần này thì em thấy đội hình của Gam khá là tốt, không còn giống như mùa trước đánh những cánh trên và dùng Tài Nguyên đè nén một lên nữa. Đội hình của Gam mùa này đánh chảy xung quanh rất nhiều lên từ top xuống bot, chia sẻ Tài Nguyên rất là nhiều. Và em thấy đội hình của mình lần này cũng không có thua kém gì họ và em tin vào team mình sẽ làm tốt hơn. Em nghĩ trận đánh với Gam em sẽ rất là tự tin vì em cũng khá là thân với anh Bia và em muốn đối đầu với anh để không bao game. Taki hồi đó là dự bị của FTV, là một người chơi kỹ năng rất cao, chơi chung đội với thằng Bia được, không được đánh ván nào thì phải áp lực, nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện viên đề ra. Đối với mình, việc gặp Gam ở thời điểm này nguyên khúc này nói về Gam hả? Đối với đội tuyển xong rồi bùm thua 2-0 bên Gam là ngắn đi rừng có rất là nhiều kinh nghiệm ở Việt Nam cũng như là ở đấu trường thế giới. Trận đấu này có thể thắng hoặc thua, tuy nhiên điều mình quan tâm nhất đó là sự phát triển của từng. Cái này mình và thằng editor gì không? Mình sẽ để 5 minutes later bùm 2-0 tuyển thủ qua từng trận đấu. Hồi nó không để luôn. Nó không để luôn. Giấu luôn. Ê tơ dở quá. Ok. Nãy giờ khen nhiều đúng không, nhưng mình nghĩ là cái vấn đề lớn nhất của một đội trẻ khi mà nó thăng hoa dạng đầu là nó có giữ được cái sự thăng hoa đó hay không. Tại vì trẻ mà thường thì nó hừng ghê lắm, mà nó xuống thì nó xuống cũng ghê lắm. Thì cái bài thử thật sự dành cho Buffalo là thường sau một trận thua là đứng dậy có nhanh hay không á, là té ở đâu và gấp đôi ở đó, có làm điều đó được hay không á, thì đó mới là vấn đề quan trọng nha. Ok.